Sứ thần và thế tử của Triệu Dương xin bái kiến. Thần Trọng Thủy, con trai của Triệu Dương, xin ra mắt bệ hạ. Miễn lễ, mời sứ thần và thế tử đứng lên. Tạ ơn bệ hạ. Thưa An Dương Dương của đất nước Âu Lạc, hôm nay chúng tôi đến đây là để... Về việc cầu thân của Triệu Dương thì ta đã nghe, nhưng chưa gặp mặt mà thế tử đây đã tặng áo lông ngỗng cho con gái ta để làm gì? Dạ thưa bệ hạ. Tiếng của anh ta nghe quen quá. Đó chỉ là một món quà ra mắt thể hiện tấm lòng của thần vào ngày đầu gặp mặt thôi. Món quà quả là công phu đẹp đẽ, nhưng ta e rằng công chúa chuyển lời cảm ơn thế tử. Tâu An Dương Dương, liệu đó có phải là điểm tốt cho việc kết thân giữa hai quốc gia chúng ta hay không ạ? Sứ thần có vẻ vội vã quá. Chuyện ban giao hai nước cũng là chuyện chung thân đại sự của công chúa chúng tôi mà. À dạ dạ. Thần à. Tâu bệ hạ, chúng thần không có ý đó. Việc cầu thân trước là kết hôn, sau là ngoại giao. Công chúa phải suy nghĩ thêm cũng là điều hẳn nhiên. Thế tử đã nói như vậy, xin mời hãy ở lại Âu Lạc vài ngày trước khi chúng tôi đưa ra quyết định. Chúng thần tuân lệnh.